Chúng tôi là Hoàng Bách, xin trân trọng kính chào quý khán thính giả và chúng tôi rất là hân hạnh được trở lại trong chương trình Nhịp sống quanh ta ngày hôm nay. Và thưa quý khán thính giả, trong chương trình Nhịp sống quanh ta ngày hôm nay, chúng tôi rất là hân hạnh được đón tiếp Thượng tọa Thích Giác Đẳng và kính thưa Thầy. Kính thưa quý thính giả, Thượng tọa Thích Giác Đẳng là Tổng vụ trưởng Tổng vụ Truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Văn phòng 2 Viện Quá đạo, và cũng đồng thời là Tổng thư ký Văn phòng 2 Viện Quá đạo tại Hoa Kỳ. Thưa Thầy, trong những ngày vừa qua thì có lẽ là thông tin ở trong và ngoài nước quan tâm rất là nhiều, đặc biệt là giới Phật tử cũng rất là quan tâm và quan mang về cái cáo bạch của Hòa Thượng Đức Tăng Thống. Thưa Thầy. Dạ thưa anh Hoàng Bách, có lẽ là không riêng dư luận ở bên ngoài hay là quý Phật tử, mà cá nhân chúng tôi là thành viên của giáo hội. Trước sự việc mà Đức Tăng Thống đưa ra một cáo bạch để từ nhiệm đó, thì bản thân thì chúng tôi cũng chấn động. Dạ. Và xin thưa rằng đây là một điều mà chưa bao giờ xảy ra trước đây với bất cứ vị tăng thống nào trong lịch sử, kể cả những cái vị tăng can ngày xưa và kể cả các vị hội chủ về sau này hay là vị tăng thống ngày hôm nay. Chuyên thư Hoàng Bách thì chúng ta sống ở trong thời đại mà chứng kiến rất là nhiều việc, như trường hợp Đức Dalai Lama, ngài cũng đã từng làm một việc chưa bao giờ có đó, ngài tuyên bố là ngài là vị Dalai Lama cuối cùng, tức là thứ 14, sẽ không có vị Dalai Lama thứ 15. Và cách đây 2 năm thì ngài đã từ nhiệm, ngài không có đóng cái vai trò lãnh đạo chính phủ lưu vong Tây Tạng nữa. Ngài giao lại cho một vị thủ tướng cầm đầu chính phủ lưu vong thay vì bản thân của ngài trực tiếp điều hành. Và chúng ta cũng nghe sự kiện Đức Giáo Hoàng Benedict của Thiên Chúa Giáo La Mã cũng là từ chức để giao lại cho một vị khác. Thì nói chung thưa Hoàng Bách, chúng ta sống ở trong thời đại mà nhiều sự kiện đôi khi nó nằm ngoài cái sự suy nghĩ của tất cả chúng ta nhưng vẫn xảy ra. Nhưng mà phải nói một điều rằng riêng đối với cá nhân chúng tôi thì sự từ nhiệm của Hòa Thượng, của Đức Tăng Thống là một chấn động rất là mạnh. Dạ vâng, thưa quý khán thính giả và thưa Thầy, cái sự từ nhiệm của Điện Ngũ Đức Tăng Thống không phải là vì Ngài sức khỏe mà vì Ngài giải quyết cái vấn đề nhân sự. Thì xin Thầy có thể cho quý khán thính giả được biết về cái nội dung của cái cáo bạch này thưa Thầy. Chị Vân, có lẽ là vị nào đọc cáo bạch thì các vị sẽ thấy ra ngay lập tức là Giáo hội Phật Đồng Thống Nhất có hai cái cơ chế là Viện Tăng Thống và Viện Hóa Đạo. Thì trên nguyên tắc á, Viện Tăng Thống là duy trì cái sự thiêng liêng tinh thần của giáo hội, và Viện Hóa Đạo đó là phụ trách về vấn đề sinh hoạt Phật sự và đặc biệt là vấn đề hành chánh. Thì sự việc đó xảy ra liên quan đến một thành viên của giáo hội, như quý vị biết đó là đề cập đến Hòa Thượng Chánh Lạc. Thì về vấn đề Hòa Thượng Chánh Lạc, cả Viện Tăng Thống và Viện Hóa Đạo đó có hai cái đề xuất khác nhau. Và bên phía Viện Tăng Thống, sau khi mà nhận được cái phúc trình từ Tổng vụ Tăng sự của Hòa Thượng Như Đạt, thì Viện Tăng Thống nhận thấy rằng cá nhân của Hòa Thượng Chánh Lạc không nên tiếp tục là một thành viên cao cấp trong giáo hội để nhận lãnh cái vai trò quan trọng nữa. Như vậy nữa, thành ra Đức Tăng Thống quyết định là bãi chức Hòa Thượng Chánh Lạc. Và đó là cái quyết định dựa trên cái cương vị của vị Tăng Thống. Nhưng mà phía Viện Hóa Đạo thì nhìn vấn đề có một cách khác, là cho dù một người có một cái điều gì nhất thời bất xứng, nhưng mà với bao nhiêu năm có mặt ở trong giáo hội thì nên khoáng chuyển. Ví dụ như từ vai trò một thành viên thực thụ của văn phòng 2 trở thành một vị cố vấn chẳng hạn. Dạ. Thì Đức Tăng Thống ngài là một người rất là thẳng thắn, và đối với ngài đó thì sự việc đó nó không thể giải quyết nửa vời như vậy, mà ngài đưa ra vấn đề là sự việc đó phải được giải quyết một cách triệt để. Về điểm này thì phải nhận rằng Viện Hóa Đạo có nhiều cái khó khăn. Dạ, khó khăn về mặt nhân sự, về những cái quan hệ lâu nay, và đã có những sự khác biệt này. Cuối cùng thì Đức Tăng Thống ngài nói rằng nếu mà các vị ở trong Viện Hóa Đạo mà nói như vậy thì tôi sẽ từ chức.
Dạ, không thể làm trong một cái giáo hội mà có những nhân sự như vậy. Dạ, thì đó là sự việc xảy ra tại sao Đức Tăng Thống Ngài từ nhiệm. Dạ vâng, thưa quý khán thính giả, như chúng ta biết đó là Hòa Thượng Thích Chánh Lạc là Chủ tịch Hội đồng Điều hành Văn phòng Hai Viện Quá Đạo tại hải ngoại, tức là một cái chức vụ cao nhất ở hải ngoại, phải không thưa Thầy? Dạ vâng. Dạ vâng. Trong khi đó thì địa ngũ Đức Tăng Thống đó là vị Ngài là điều hành luôn cả hai cái cơ chế, tức là hội Tăng Thống và bên hội đồng điều hành của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, tức là Viện Hóa Đạo. Thì như vậy cái quyết định của địa ngũ Đức Tăng Thống đó có thẩm quyền quyết định những cái vấn đề mà chan vào nội bộ của cái sự vận hành của giáo hội không thưa Thầy? Thưa Hoàng Bách, nói một cách rõ thì chúng ta phải phân hai, là bên Viện Hóa Đạo đặc biệt chịu trách nhiệm về vấn đề hành chính, về vấn đề cơ cấu. Nhưng bên Viện Tăng Thống thì chịu trách nhiệm về vấn đề tinh thần và sự trang nghiêm của giáo hội. Tuy nhiên, Đức Tăng Thống được xem như là vị lãnh đạo tối cao. Ngài là người có lời nói sau cùng. Và riêng trong trường hợp của Đức Tăng Thống Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ thì thưa Hoàng Bách và quý vị khán giả của đài, là sự việc nó có hơi khác hơn, vì bản thân của Ngài là Ngài là một cái người dẫn đạo cho giáo hội trong suốt thời gian qua trong cái việc đấu tranh để phục hoạt cũng như là cho giải trừ quốc trạng pháp nạn. Ngài là một người đã song hành với Đức Đệ Tứ Tăng Thống. Ngài đã từng đóng những vai trò lớn nhất ở trong Viện Hóa Đạo, như là Tổng Thư ký Viện Hóa Đạo cho đến vai trò Viện trưởng Viện Hóa Đạo. Và tới năm 2011, sau trong cái đại hội chính thì suy tôn Ngài lên ngôi vị Tăng Thống. Có một điều không thể phủ nhận được là mặc dù trong cái cương vị là một vị Tăng Thống, nhưng mà Ngài lại có một cái vị thế rất khác với những vị Tăng Thống tiền nhiệm. Thí dụ như Đức Đệ Nhất Tăng Thống, Đệ Nhị Tăng Thống, Hòa Thượng Tịnh Khiết hay Hòa Thượng Giác Nhiên, Đức Đệ Nhị Tăng Thống thì quý Ngài là những bậc đạo cao đức trọng tu và suy tôn lên ngôi vị Tăng Thống, thì các Ngài thuần người mặt tinh thần và các Ngài ít có dựa vào những cái chuyện mà mang tính cách là cơ chế hành chính. Nhưng mà riêng trong trường hợp của Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Địa Ngũ Tăng Thống đó, thì bản thân của Ngài đã trải qua những cái vai trò trong cả hội đồng lưỡng viện, và bản thân của Ngài lại là một người điều hành giáo hội trong cơn giông bão, và bản thân của Ngài được xem như là cái vị uy tín nhất đại diện cho tất cả mọi cái quyết định quan trọng của giáo hội. Và anh Hoàng Bách có lẽ là cũng biết là Ngài là một người rất là trực tính, Ngài rất là khẳng khái, rất là thẳng. Đối với Ngài là có những vấn đề, xin lỗi quý vị, không có thể giải quyết nửa vời được. Và trong trường hợp này thì khi Tổng Bù Tăng Sự, Hòa Thượng Tổng Bù Trưởng và Hòa Thượng Như Đạt có cái phúc trình lên Ngài tường tận về sự việc đó, thì Ngài đã đưa ra quyết định là vấn đề nhân sự phải thay đổi. Và ở đó đó thì phải nhận là chưa bao giờ giữa Viện Tăng Thống và Viện Hóa Đạo có một cái sự khác biệt lớn như vậy. Dạ vâng, thưa Thầy, cũng cho quý khán thính giả được biết thêm là cái vấn đề Hòa Thượng Thích Chánh Lạc là không phải mới đây mà đã xảy ra năm 2000 và năm 2004, tức là thời gian rất là dài. Như vậy thì khi mà đã bầu lại để vào cái Viện Hóa Đạo, Ban Phòng Hai Viện Hóa Đạo tại hải ngoại đó, cái chức vụ mà gọi là Chủ tịch Hội đồng Điều hành đó, thì mọi Phật tử hay các vị cao tăng đều biết cái vấn đề đạo đức của Thầy Chánh Lạc. Thì tại sao lại đề cử như vậy thưa Thầy? Thưa Hoàng Bách và thưa quý vị khán giả, chúng ta nói như vậy là thực tế thì sự việc của Hòa Thượng liên quan đến một vụ kiện, một sự vụ kiện chúng ta gọi là vụ kiện sách nhiễu tình dục. Và trong vụ kiện này thì tòa án của chính phủ, tức là chúng ta nói bên criminal court, bên criminal lawsuit đó, thì Hòa Thượng thắng, người ta xử Hòa Thượng vô tội. Nhưng mà sau cái vụ kiện Hòa Thượng thắng kiện đó thì người ta có một cái civil lawsuit. Cái civil lawsuit tức là bên tòa án dân sự đó, thì Hòa Thượng lại bị phán quyết là có tội. Phán quyết trong cái chuyện phán quyết có tội là phải Hòa Thượng phải bồi thường một số tiền. Và điều này có nghĩa là trên phương diện luật pháp á, thì nếu mà một người bị tuyên bố là có tội trong cái tòa án về hình đó,
tức là bên criminal suit thì người đó phải ở tù. Hòa thượng chưa bao giờ bị ở tù về chuyện đó hết. Tại vì bên tòa án criminal suit họ tuyên bố là hòa thượng vô tội. Nhưng mà bên tòa án dân sự, tức là bên civil law suit thì họ tuyên bố hòa thượng có tội vô và thường bị phạt vạ. Thì cái sự việc đối với luật pháp Hoa Kỳ ấy, nó là một sự phân hai. Và đó là sự phân hai. Ở đây ấy, thì khi mà mình thua kiện, thất kiện, nó không nhất thiết là nó đủ. Giống như là chúng ta có nhiều cái sự kiện ở tại đây, khi mà người ta có một cái phán quyết sau cùng đó thì cũng có những sự bất đồng ý kiến. Và bất đồng ý kiến qua các bồi thẩm đoàn thì phải nhìn nhận rằng cái việc của Hòa Thượng nó hơi phức tạp một chút. Là trên phương diện về hình đó thì Hòa Thượng vô tội, mà bên hộ Hòa Thượng có tội. Và chính vì vậy cái sự việc nó kéo dài. Nhưng mà sau đó đó, cái phản ứng của Hòa Thượng được xem như là được Đức Tăng Thống Ngài kết luận như là một cái hành xử thiếu trách nhiệm và không trách nhiệm. Ở một người có một cái trách nhiệm trước đại cuộc, trách nhiệm trước giáo hội, và bản thân của mình gặp những cái rắc rối phiền hà đó, thì bản thân của Hòa Thượng nên từ nhiệm hơn là tiếp tục ở trong vai trò đó mà gây ra nhiều cái phiền lụy, cái hệ lụy cho giáo hội về sau này. Thì Đức Tăng Thống ngày làm việc trên một cái nguyên tắc rõ ràng ghi trong hiến chương là một khi tổng vụ tăng sự phúc trình lên Đức Tăng Thống về hạnh kiểm của một thành viên mà bất xứng, thì Đức Tăng Thống sẽ phải duyệt xét điều đó kỹ lưỡng, và Ngài sẽ có Ngài là người quyết định liên quan đến cái giới hạnh của một vị tu sĩ. Và trong cái quyết định của Ngài ở đây là Ngài không đồng ý cho Hòa Thượng Chánh Lạc tiếp tục nữa. Và thì sự việc đó, nó thưa Đức Hoàng Bách, là dù là luật pháp ở ngoài đời hay trong đạo thì nó mất thời gian. Và qua thời gian thì cái cục diện diễn tiến ngày hôm nay, thì đầu năm nay là sau cái phúc trình lần cuối của Hòa Thượng Như Đạt Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tăng Sự, thì chúng ta đầu năm đã có quyết định của Đức Tăng Thống. Nhưng mà giữa Viện Hóa Đạo và Viện Tăng Thống kèn ngựa cho đến hôm nay thì mới có cái cớ sự như vậy. Dạ thưa Thầy và thưa quý khán thính giả, qua cái quyết định của Đức Tăng Thống đó, thì riêng cá nhân của Thầy, Thầy nhận định như thế nào? Thầy có đồng ý hay không đồng ý về cái vấn đề này thưa Thầy? Thưa Hoàng Bách, bản thân chúng tôi là một thành viên của giáo hội đó, thì trước nhất là Đức Tăng Thống Ngài quyết định như vậy thì chúng ta phải khâm tuân. Dạ, khoan nói cái chuyện cái ý kiến mình ra như thế nào. Dạ. Chúng tôi nhìn sự việc đó, nó qua ba cái khía cạnh. Thứ nhất là Đức Tăng Thống Ngài đã làm một việc mà trước đây chưa bao giờ có. Đó là Ngài từ nhiệm, bị Tăng Thống từ nhiệm. Việc thứ hai là đối với Ngài, danh lợi không thành vấn đề, mà vấn đề đó là nguyên tắc. Dạ, vấn đề là nguyên tắc. Cái nguyên tắc ở trong cái cương vị của Ngài là bị Tăng Thống đó, nếu Ngài biết người đó mà có những vấn đề mà Ngài tiếp tục dung túng đó, thì Ngài không chấp nhận như vậy. Cái tính khí của Hòa Thượng Đức Tăng Thống Ngài rất là khẳng khái, rất là thẳng thắn về điểm này. Sự việc đó như vậy là như thưa Bến Hoàng Bách, là chúng ta không thể nói về một người mà nói một chúng ta phê phán một cách vô tội vạ được. Riêng về trường hợp của Hòa Thượng Chánh Lạc đó thì có hai cái phán quyết về tòa án, một bên là về hình sự, một bên là dân sự. Bên hình sự thì Hòa Thượng vô tội, và bên dân sự thì Hòa Thượng có tội. Và cái phúc trình của Tổng vụ Tăng Sự đó thì Hòa Thượng Chánh Lạc có phạm những lầm lỗi liên quan đến giới hạnh của một vị tăng sĩ. Đó là phúc trình của Tổng vụ Tăng Sự. Và cái kết luận của sau cùng của Đức Tăng Thống đó là Hòa Thượng Chánh Lạc không thể tiếp tục một cái vai trò mà Hòa Thượng đang có hiện nay. Thì với ba cái quyết định đó thì chúng tôi là vị khâm tuân, và chúng tôi nghĩ rằng Ngài Đức Tăng Thống Ngài đã làm một việc mà để như là tạo ra một cái sự khẳng định về cái nền tảng quan trọng của Phật pháp và ở trong cái cơ chế của giáo hội. Và do vậy khi Hoàng Bách hỏi chúng tôi là chúng tôi nghĩ là Hòa Thượng có tội hay không có tội, thì chúng tôi chỉ có thể nói rằng khi mình nói ai một chuyện gì đó thì mình cũng phải dựa trên những dữ kiện, và đó là những dữ kiện mà chúng tôi được biết. Chương trình Nhịp Sống Quanh Ta xin phép được tạm ngừng ở đây để chạm một vài thông tin thương mại, và phần thứ hai của Nhịp Sống Quanh Ta sẽ đến với quý vị.
Chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả và chương trình Nhịp Sống Văn Đa phần thứ hai xin phép được tiếp tục. Thưa thầy, khi nãy đó thì chúng ta được biết là Đức Tăng Thống đồng ý sẽ trở lại, nhưng mà có cái điều kiện gì không thưa thầy? Dạ, điều kiện rất là rõ ràng là vấn đề của Hòa Thượng Chánh Lạc phải được giải quyết. Dạ, và Chư Tăng ngoài nước cũng giống như là Hội đồng Lưỡng Biện trong nước đã hoàn toàn tuân theo cái sự chỉ đạo của Ngài. Tức là vấn đề đó là phải vấn đề giải quyết đến tận gốc. Giả sử như Hòa Thượng Thích Chánh Lạc không đồng ý để ra đi hay là từ nhiệm thì cái sự việc nó sẽ xảy ra ra sao thưa thầy? Và vấn đề không nằm ở Hòa Thượng Chánh Lạc mà vấn đề nằm ở Hội đồng Lưỡng Viện. Và ngày hôm nay khi Hội đồng Lưỡng Viện đưa ra một cái quyết định là tất cả những gì Đức Tăng Thống yêu cầu là phải triệt để tuân hành đó, thì nó không có vấn đề là ai nữa mà bắt buộc là phải làm thôi. Dạ vâng, thưa thầy và thưa quý khán thính giả, qua cái sự việc mà Đức Tăng Thống từ nhiệm vì cái lý do nhân sự đó, thì đây cũng là cái rút cái kinh nghiệm không những là trong giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất nói riêng, và có thể hầu hết các tổ chức, các hội đoàn, các cộng đồng cũng có tình trạng mà gọi là cái chức người lãnh đạo đó, cái vai trò của người lãnh đạo thì phải có chức năng, có cái thiên chức nữa. Thưa thầy, dưới cái nhìn của thầy thì làm thế nào để mà công cuộc lãnh đạo bất cứ cái tổ chức, cái hội đoàn hoặc là đảng phái hay là tôn giáo thưa thầy, thì cái vai trò người lãnh đạo thầy đánh giá như thế nào để nó tính cách nó hoàn hảo mà có thể vận hành được một cách dễ dàng thưa thầy? Thưa Hoàng Bách, chúng ta phải nhìn nhận một điều đó là trên phương diện tổ chức đó, thì tất cả những cái định chế dân chủ bằng cách bầu bán đó, nó không hoàn hảo nhưng mà nó luôn luôn vẫn tốt nhất. Tức là phải làm việc theo nhiệm kỳ, và cái vị mà tiếp tục công việc đó nó phải dựa trên cái khả năng làm việc và cái sự tín nhiệm của đại đa số. Trong cái cơ cấu tổ chức của chúng ta thì phải nói rằng hiến chương là một hiến chương, nội quy là một nội quy, nhưng mà đa phần là chúng ta dựa trên cái sự quen biết, những cái quan hệ chằng chịt đó đây, và điều đó đó nó tạo nên rất là nhiều vấn đề tới khi mà có những cái sự kiện phức tạp xảy ra chúng ta không giải quyết được. Và ở đây nó cũng là một điều cho thấy rằng cũng may là có một vị lãnh đạo tối cao, và vì đó đã đặt những cái nguyên tắc căn bản là trên hết. Và do vì một lần nữa đó thì giáo hội đã khẳng định một điều rằng không phải là mình có đông người hay ít người, mà vấn đề là mình phải làm tốt là thành phần nhân sự của giáo hội. Thì như vậy đó, thưa Hoàng Bách, chúng ta phải nói rằng trong cái văn hóa của chúng ta đó, nó là cái sự cả nể hay là cái quan hệ này nọ, nó trở thành một cái việc rất là quan trọng. Thì mai hậu nếu chúng ta có một cái thể chế tự do hơn trên đất tự do thật sự đất nước Việt Nam đó, thì phải nói tất cả chúng ta đều phải làm lại hết từ điểm này. Dạ. Dạ vâng, thưa thầy và thưa quý khán giả, sau khi cái cáo bạch đưa ra thì chúng tôi có cơ hội tiếp xúc với nhiều với giới truyền thông, thì họ rất là khang cái cáo bạch này. Lý do là Đại lão Hòa Thượng Quảng Độ đó là có một bề dài về rất là đáng kính và đáng trọng. Ngài đã ở tù sau khi năm 1935, khi Cộng sản vào đó thì Ngài đã ở tù, và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đó không hoạt động, không có hợp pháp, tức là chế độ Cộng sản không cho. Và sau đó thì Ngài bị ở tù, bắt ra ở miền Bắc, ở tù suốt gần như là mấy năm. Rồi sau đó Ngài mới trở về Thanh Minh Thiền Viện. Và ở đây thì Ngài cũng bị quản chế liên tục suốt trong cuộc đời của Ngài cho đến bây giờ. Thì thưa quý khán thính giả, như chúng ta biết, đối với thầy Quảng Độ đó, không những là đạo pháp và đạo pháp đã đấu tranh đã đành, nhưng mà pháp nạn và quốc nạn phải đi liền với nhau. Và Ngài cũng kêu gọi thành lập một cái liên minh dân tộc để làm thế nào để cứu dân tộc ra khỏi cái tình trạng này, đưa đất nước chúng ta tới cái sự phát triển, tức là phải có nhân quyền. Thì qua những cái sự việc đó thì ai cũng đánh giá là Ngài Đức Tăng Thống là một vị rất là đáng kính, rất kính trọng. Mà chúng ta cũng biết là Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ cũng đã lãnh giải thưởng ở Âu Châu, tức là Robto. Và cái giải thưởng này thường thường, cái giải thưởng này được lãnh thì sau đó một số người đề nghị để lãnh cái giải thưởng Nobel Hòa Bình nữa thưa thầy. Thì mặc dù là trong suốt những năm qua
thì có nhiều nghị sĩ, có nhiều dân biểu và chính giới đã đề nghị ngài để mà được lãnh giải thưởng Nobel, tuy nhiên không được. Nhưng mà của uy tín của ngài đối với quốc tế rất là quan trọng, cho nên có thể nói là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất ngày hôm nay nó lừng lững đi lên là vì cái dù, hay là nói một cách khác là cái tư thế và tư cách đạo đức của ngài đã chứng minh với các Phật tử cũng như người ngoài, phải không thưa thầy? Chứ đúng như vậy, Đức Tăng Thống đối với sự ảnh hưởng của ngài đối với tăng ni có thể nhìn thấy qua là ngay cả khi ngài rời, ngài đưa ra cái cáo bạch từ chức thì có những vị tăng nằm ở trong những cái nhóm khác không phải trong giáo hội thì cũng gửi thơ để năn nỉ ngài xin ngài tiếp tục vai trò tăng thống, thì điều đó chứng tỏ rằng cái ảnh hưởng và cái đức độ ngài bao trùm hết. Dạ vâng, thưa thầy, qua cái sự việc này đó thì thầy có rút ra được cái kinh nghiệm mà gì để trong tương lai cái chuyện đáng tiếc nó không xảy ra không thưa thầy, về cái nhân sự điều hành của Viện Hóa Đạo cũng như là cái Viện Tăng Thống? Trước nhất là giáo hội là một cái giáo hội vốn đã được được trù hoạch như là một cái cơ chế có tính cách là quân bình giữa hai viện, Viện Tăng Thống và Viện Hóa Đạo. Đằng sau Viện Tăng Thống còn có Hội đồng Viện Tăng Thống gồm các thành viên, gồm các thành viên Hội đồng Viện Tăng Thống. Thì thưa anh Hoàng Bách, có lẽ đây là bài học rất là quan trọng trong phiên dựng tổ chức. Chúng tôi không có đủ thời giờ để nói hết tất cả điều này, nhưng mà đây là một việc mà chưa bao giờ xảy ra đối với giáo hội. Và khi sự việc xảy ra thì một lần nữa thì chúng ta phải nói rằng trong cái cách làm việc thì cuối cùng chúng ta phải có một cái lựa chọn, một cái nguyên tắc, cho dù nguyên tắc đó phải hy sinh ở mặt nào đó, mà cái nguyên tắc quan trọng là cái nền tảng, là cái hiến chương của giáo hội. Và Đức Tăng Thống ngài đã làm đúng cái cương vị của ngài. Thưa quý thánh giả, qua cái cáo bạch đó của Đức Tăng Thống và đến ngày hôm nay thì thưa thầy, qua những cái thông tin của đài BBC phỏng vấn Thượng tọa Thích Không Tánh thì ngài có nói là ngài Đức Tăng Thống đã đồng ý để trở lại lưu nhiệm và tiếp tục điều hành giáo hội, thì cái thông tin đó nó chính xác ở mức độ nào thưa thầy? Dạ đúng như vậy Hoàng Bách. Thật ra thì cho đến nay ngài vẫn chưa có chính thức, ngài chưa có chính thức để trở lại vai trò Viện Tăng Thống cho đến khi ngài có một cái giáo chỉ ra về sự việc này. Nhưng mà ngài có đồng ý trên nguyên tắc là nếu vấn đề của Hòa Thượng Chánh Lạc được Viện Hóa Đạo giải quyết một cách thỏa đáng thì ngài sẽ chấp nhận để hồi vị, tức là trở lại cái vai trò Viện Tăng Thống. Và Viện Hóa Đạo sau cái lá thư mà từ dứt của ngài thì bây giờ tất cả các vị đều quỳ xuống và khâm tuân là ngài dạy sao thì chúng con nghe vậy. Dạ vâng, trong nội dung của cái lời mà cáo bạch của thầy đó, yeah, thì có câu là quý hồ tinh bất, yeah, quý hồ đa, yeah, tức là thà ít người nhưng, yeah, mà có phẩm chất tốt. Thưa thầy, thì chúng ta biết là trong cái xã hội ngày hôm nay đó, cái giới trẻ hoạt động rất là nhiều và cái giới trẻ có nhiều năng động và có nhiều sáng tạo, nhưng mà trong cái vai trò mà để lãnh đạo đó họ rất là khó khăn, bởi vì người Việt của chúng ta theo cái quan niệm là sống lâu lên lão làng, hoặc là về mặt tôn giáo thì cái tuổi đạo đó kéo dài thì có thể đóng cái vai trò lãnh đạo. Nhưng mà trong khi đó thì chúng ta biết có trong cộng đồng của chúng ta cũng vậy thưa thầy, là có nhiều người ở tuổi trên 70 cũng lớn tuổi rồi, cái năng lực nó không còn, và cái hệ thống gọi là điện toán, computer bây giờ phải làm việc bằng computer thì nó không nhà bán như trước nữa, thì cái thành phần trẻ rất là khó khăn. Thì xin thầy nhân cái cơ hội này, thầy chia sẻ cái nhìn của tôn giáo nó riêng và nói chung tất cả những cái sinh hoạt ở ngoài cộng đồng thưa thầy. Thưa Hoàng Bách, Cái sinh hoạt của xã hội đó nó có một cái điểm rất là khác biệt với tôn giáo. Ở trong xã hội đó, cái người có tài đó có thể là cầm đầu một cái tổ chức, nhất là một công ty, miễn là làm sao cho công ty làm ra tiền, phát triển về mặt này mặt khác. Nhưng mà phải nói rằng trên phương diện đạo giáo đó thì cái chữ đức nó là quan trọng hơn hết. Và về điểm này thì cái chữ đức ở đây mình nói rằng những vị tu lên cao á, cái đức độ lại là những cái vị mà là cái bóng mát che chở, là một cái biểu tượng. Và do vậy ngày hôm nay thưa với quý vị khán giả là chúng ta có thể nhìn thấy trong tất cả những tổ chức, không phải riêng Phật giáo mà những tổ chức của các đạo giáo khác đó, người ta gặp một tình cảnh rất là mỏi mệt cho các vị lãnh đạo, là các vị ở vào cái tuổi mà các vị có thể cho rất là nhiều trên phương diện tinh thần, nhưng mà nếu các vị phải nhọc lòng rất nhiều với những cái cơ chế tổ chức, với những việc điều hành đó, thì điều đó là điều quá cái sức của các vị đó. Và thì cho đến hôm nay dần già rồi chúng ta cũng phải tìm cách thỏa hiệp. Chúng tôi lấy ví dụ là
trước kia ở với gần với Hòa Bà Thượng Hộ Giác, hay là bây giờ cá nhân Đức Tăng Thống phải nhận là trong tuần lễ vừa qua ngày rất là mỏi mệt, trước khi mà đưa ra cái quyết định từ chức ngày rất là mỏi mệt, tại vì tuổi già 86 tuổi bị bệnh mà lại có những vấn đề nhân sự, vấn đề nội bộ. Mà quý vị biết vấn đề nhân sự thì nó mệt lắm. Nếu quý vị nào để ý thấy những vị tổng thống Mỹ khi mới vừa bước vào tòa bạch ốc như ông George W. Bush hay là tổng thống Obama thì tóc còn đen nhánh, nhưng mà sau vài năm là tổng thống là tóc bạc. Thưa quý vị, mình phải làm rất nhiều quyết định, mà những quyết định đó nó không có đơn giản. Khi mình nhìn thấy ở bên ngoài đó thì có thể mình nói là mình khen cái này chê cái kia, thì thưa Hoàng Bách, mình không thể phủ nhận một điều rằng làm việc thì cần đến sức khỏe. Dạ, nhưng mà để làm một cái ngọn người dẫn đường thì cần cái đức độ rất là nhiều. Và ở đây chúng ta nói đến tuổi tác thì thường thường có cái khả năng nhiều về đức độ, nhưng mà nói về cái khả năng làm việc thì tuổi trẻ năng động. Do đó ngày hôm nay khắp nơi trên thế giới, cái vai trò lãnh đạo như một vị nguyên thủ quốc gia, vị tổng thống, thủ tướng đó, nó vẫn còn là một cái sự việc mà thường thường người ta, chúng tôi thưa quý vị, ở ngoài đời một vị thủ tướng mà từ 40 tới 50 thì bình thường. Nhưng mà nếu mà đối với ở trong đạo, vị lãnh đạo Phật giáo ngày hôm nay khoảng 40-50 thì cho là quá trẻ. Dạ, dạ vâng. Thưa thầy, thì đến ngày hôm nay thì địa ngũ Đức Tăng Thống cũng cao tuổi rồi, và ngài có nhiều uy tín cũng như là cái bóng mát để che chở cho giáo hội. Thì thưa thầy, thầy cá nhân nói riêng và coi như là viện hóa đạo đó, có chuẩn bị cái tư thế cho một người dở cái tình huống mà nó không tốt đến với giáo hội đó, hoặc là vì sức khỏe nào đó, đó thì giáo hội có chuẩn bị cái nhân sự để điền khuyết chưa thưa thầy? Thưa Hoàng Bách và thưa quý vị khán giả, thật sự là hai vị tăng thống là Đức Đệ Tứ Tăng Thống là Hòa Thượng Thích Huyền Quang và Đức Đệ Ngũ Tăng Thống là Hòa Thượng Thích Quán Độ đó. Khi mà hai vị này ra đi đó thì sẽ không có ai thay thế được. Dạ. Các vị đó không những là những thành viên của giáo hội từ buổi sơ thời, không những đã từng đóng những vai trò rất là quan trọng ở trong cả hai viện, chẳng những các vị này là những vị mà có cái uy tín trên phương diện tranh đấu cho dân chủ nhân quyền, mà cái quá trình cống hiến vị này thì thật sự khó có tìm một ai mà có một cái tầm vóc mà có thể tương tự. Thì dù sao đi nữa, tất cả chúng ta biết rằng mọi cái cơ cấu, mọi cái tổ chức nó tồn tại thì nó phải tồn tại thôi. Nhưng mà phải nói rằng vạn nhất mà Đức Đệ Ngũ Tăng Thống ra đi thì cái khoảng trống mà ngài để lại đó sẽ không bao giờ có thể được kê bằng. Dạ vâng, chúng ta còn hơn một phút để chia tay với quý khán thính giả của chúng ta, thì xin thầy có điều gì để muốn gửi đến quý khán thính giả thưa thầy? Dạ thưa quý vị, hôm nay nhân dịp đến đây hội diện với quý vị khán giả trong chương trình Nhịp Sống Quanh Ta với Hoàng Bách, chúng tôi hiểu rằng thời gian qua mấy ngày qua có rất là nhiều vị cảm thấy rất là dao động. Chúng tôi nhận rất là nhiều điện thoại, và trước cái sự lo lắng và hết sức là bàng hoàng của quý vị thì chúng tôi xin thưa một điều là chúng tôi rất là cảm kích cái sự quan tâm của quý vị đối với giáo hội, và dĩ nhiên là tất cả chúng ta cũng mong rằng Đại lão Hòa Thượng Thích Quán Độ tiếp tục cái vai trò thiêng liêng của ngài. Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện, và đồng thời hãy vững tin một điều rằng cái thái độ từ chức của ngài là một sự khẳng định là qua đó ngài đã trung thành với những nguyên tắc tốt đẹp mà suốt đời của ngài, cho dù đối với quê hương, cho dù đối với đạo pháp, thì ngài có những điều mà ngài không thể bỏ được, đó là những nguyên tắc cao đẹp. Do vậy sự trẻ việc thì xem ra nó có phần xáo trộn, nhưng mà ở trên một phương diện nào đó thì chúng ta nhìn thấy được một cái sự quả cảm. Và sự quả cảm ở trong cái ngôi vị như vậy, khi mà ngài gặp một vấn đề mà ngài cảm thấy không thể dung túng được, mà ngài có cái quyết định mạnh mẽ đó, thì đó là bài học lớn cho tất cả chúng ta, và chúng ta hãy cầu nguyện cho ngài. Vâng, chúng tôi thành thật cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi và lắng nghe trong chương trình Nhịp Sống Quanh Ta ngày hôm nay, và cũng xin kính chúc thầy cũng như là chúc giáo hội sẽ vượt qua những khó khăn để mà có thể giáo hội song hành với dân tộc, là lúc nào cũng đấu tranh cho đất nước và dân tộc. Chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả và kính chào thầy. Dạ, xin cảm ơn Hoàng Bách và xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình.